Thưa quý vị và liên quan tới những sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Thủy Thủ Đô ở khu công nghiệp Sông Công 2 và khu công nghiệp Điềm Thủy được ra bán đất nền trái phép và xây dựng không phép mà VTC9 đã phản ánh. Và mới đây thì người dân tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã gọi điện đến số hotline của kênh VTC9 và cho biết hiện các vi phạm này vẫn chưa được xử lý và yêu cầu ban quản lý của các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên mà trước đó VTC phản ánh. Theo người dân, thời hạn mà ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên yêu cầu công ty này tháo dỡ các công trình không phép trước ngày 15 tháng 4 năm 2021, tuy nhiên đến nay công trình này vẫn chưa được tháo dỡ theo đúng quy định. Người dân đề nghị chính quyền địa phương sớm xử lý dứt điểm thực trạng trên lập lại trật tự đô thị ở thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Quý vị thân mến, và chúng tôi vẫn luôn mong muốn nhận được những câu hỏi thắc mắc và những phản ánh từ phía quý vị khán giả. Và mọi thông tin thì quý vị có thể gửi cho chúng tôi. Chương trình Cà phê Ngày Mới, kênh VTC9, tầng 7, địa chỉ 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc là số điện thoại hotline 090 1812 999.